bố thí cho bản thân những điều lành, đoạn trừ thị phi, đoạn tam độc, biết sám hối, tin vào thiên địa quỷ thần là bước đầu tiên thay đổi vận khí. Thực hiện 4 bước cầu nguyện vào mỗi sáng là phương pháp dưỡng thần vô cùng hiệu nghiệm, vô cùng kỳ diệu. Mỗi sáng sau khi đánh răng rửa mặt, dùng vài phương pháp dưỡng thân. Khải Toàn chọn một nơi thuận tiện, ngồi xuống tĩnh tọa xếp bằng, hít thở tự nhiên, thả lỏng toàn thân, gương mặt giãn nở và nguyện. Nguyện như thế nào? Bước 1, cảm ơn ơn trên đã cho con những điều lành. Cảm ơn vị hộ mệnh đã bảo hộ giúp con vượt qua bao chướng ngại. Bước 2, nguyện cho chúng sinh được an lành. Nguyện cho những trung tâm thiện nguyện được nhiều sự giúp đỡ, được nhiều niềm vui. Nguyện cho tất cả mọi người được an lành, được phò trợ, có lòng hướng thiện. Bước 3, con mong muốn giúp người người hành thiện, hướng thiện, mở lòng thiện nguyện. Trong bước này, bạn có thể nguyện mong muốn hiện tại của bản thân mình vào. Giả dụ như vượt qua một việc nào đó. Bước 4, hôm nay là một ngày tràn đầy năng lượng và an lành. Vâng, chỉ 4 bước trên, chỉ mất vài phút, nhưng đó là một liều thuốc thần dược giúp dưỡng thần mỗi sáng. Bạn sẽ đạt được những ước nguyện thực tế và thiện lành của mình. Sớm thì vài tháng, chậm thì vài năm. Hẳn bạn đã nghe qua lực hấp dẫn. Nếu bạn luôn nghĩ về một điều gì đó, nó sẽ luôn thôi thúc bạn, luôn thôi thúc để bạn hành động. Những từ trường cùng tần số sẽ đến với bạn. Vâng, bước thứ 3 tương tự như lực hấp dẫn. Bước thứ nhất là sự biết ơn, là cách kết nối vị hộ mệnh của chính bạn. Bước thứ hai là nguyện an lành đến cho mọi người, bố thí lòng từ. Bạn sẽ gặp được quý nhân. Bước thứ tư là bắt đầu một ngày mới theo cách của bạn. Nếu là người có tín tâm, tin vào thiên địa quỷ thần, bạn dễ được sự phò trợ. Không ít những vị gia chủ chia sẻ, những nơi họ sinh sống cảm nhận sự bất thường, họ tin, họ tín, họ khấn nguyện cho những vong linh sớm siêu thoát. Hay đơn giản là khấn cho mọi người được bình an. Vì sao có người thấy vong linh, vì sao có người lại không? Tất cả là do duyên phận. Đời này ta dùng mắt để phân biệt sự vật, nhưng mắt thường rất hạn chế vùng ánh sáng phổ quang. Giả dụ có nhiều loài động vật, chúng không dùng mắt, không dùng tai vẫn cảm nhận mọi thứ xung quanh, như loài dơi bay trong đêm hay những loài tận đáy biển sâu. Thiên địa quỷ thần họ ở một tần số khác, đa số con người chúng ta không thấy được. Nếu chưa bị tin và khấn nguyện điều lành với họ, đó là cách giảm trừ tai ương, cũng như có cuộc sống an ổn nơi an cư. Hẳn các bạn đã nghe khái niệm khấn hay sinh trước khi ngủ. Vâng, Khải Toàn thường xuyên đi xa, ngủ một mình ở nhiều nơi xa lạ. Trước khi vào phòng có thể gõ cửa vài nhịp. Trước khi ngủ đều khấn nguyện. Những vị khuất mặt, xin những vị, xin thổ thần thổ địa ở vùng này cho con trú ngụ lại đây một đêm an ổn. Hành động này chẳng có gì là mê tín. Người với người giao tiếp bằng mắt và tai, việc khấn nguyện là cách giao tiếp bằng cảm. Dĩ nhiên, ngoài việc tin và tín thì không làm các việc ác.